giờ thư ký vô. Rồi mình giới thiệu bản thân. Xin gửi lời chào đến tất cả anh chị. Tôi tên Võ Thị Phương Thùy, nghề danh là Lê Thị Phương Thùy. Hiện năm nay em được 27 tuổi và công việc chính hiện tại bây giờ đó là kinh doanh. Anh nghe giọng anh tưởng em là ca sĩ không á? Dạ, cũng đúng. Dạ, tại vì em hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Nhưng mà đến năm được 21 tuổi thì em chuyển hướng qua kinh doanh. Và tới bây giờ thì những chương trình mời của đài thì em vẫn biểu diễn bình thường. Dạ, nhưng mà đi hát ở ngoài thì em không có đủ thời gian. Tại vì do cái công việc kinh doanh của em hiện tại nó hơi bị chiếm nhiều thời gian. Cho nên em dành cho công việc kinh doanh của mình nhiều hơn. Dạ. Anh có thể biết em đang kinh doanh gì không? Hiện tại em kinh doanh về mảng thực phẩm, tức là thực phẩm đóng hộp á. Làm thực phẩm ướp sẵn đóng hộp và kinh doanh quán ăn chuyên về đặc sản các món vùng miền giống như là chuột nè, cò nè, sam nè, và một cái số đặc sản mà ở Sài Gòn mình ít thấy. Thì cái quán của em là cái quán kinh doanh thì những cái món như vậy. Dạ. Giỏi vậy, một mình em điều khiển hết rồi. Dạ, lúc trước thì em mở phim trường vào năm 2019. Dạ, là phim trường của em là chuyên về ngoại cảnh. Nhưng mà khi em vừa mở xong hoạt động được 1 tháng 12 thì đến vừa qua Tết á, được 1 tháng thôi, vừa qua Tết là dịch cho tới bây giờ. Cho nên là em phải ngưng hoạt động tới bây giờ luôn. Hiện tại thì làm chỉ còn phim trường sân khấu thôi. Còn phim trường ngoại cảnh thì bây giờ em đang ngưng tới đó bây giờ là em chưa hoạt động lại. Dạ. Rồi, làm đủ nghề hết. Dạ, đúng rồi. Sao khổ vậy? Sao mà cực khổ vậy? Thì không ai nuôi thì mình phải làm chứ. Mình làm, mình chiến đấu về bản thân mình, về cuộc sống của mình, về tương lai của mình. Em nghĩ đơn giản là vậy. Thì có nghĩa là giờ nếu có ai nuôi thì mình không làm được? Dạ không, em quen rồi. Em quen với cuộc sống hiện tại của mình như vậy rồi. Em thích như vậy. Em vậy là em lái lâu rồi, em có bằng lái không? Dạ có. Đừng dạ, nói em mới kể em có mới có bằng lái đó. Anh nghe nói là tại vì em mua cái xe xong em tự lái luôn, anh không có biết cái đoạn mà em có bằng lái không, đúng không? Rồi. Dạ. Rồi. Có gia đình chưa? Dạ chưa, em còn độc thân. Rồi giờ mày bây giờ mà bây giờ công việc mà nhiều như vậy á, rồi business như vậy làm sao mà nếu mà đi cái này đi tới 15 ngày đó phải bỏ công bỏ chuyện hết á. Dạ thì lúc đầu em sao sắp xếp được rồi. Sắp xếp được không? Nhưng mà em nghe hình như là cái lịch của mình là giữa tháng 5 đúng không? Đúng rồi, giữa tháng 5. Dạ, giữa tháng 5. Giữa tháng 5 thì tại vì bây giờ có hai chương trình em đang phải học và hoàn thành, đó là bên quản lý văn hóa và bên cái CCO. Thì bây giờ tháng 3 em nghĩ là em sẽ cố gắng em học rút. Và em sẽ cố gắng học rút để trước khi tham gia chương trình đó, thì em sẽ có được cái quỹ mấy mấy ngày đó. Dạ. Có gì sau bữa nay ha, tụi anh có thông tin chốt được rồi đó. Thì tụi anh sẽ thông báo ha. Nếu mà ấy thì em cố gắng sắp xếp nhé. Dạ. Rồi, thì nếu mình được chọn, tại vì hôm nay thì nó rất là đông. Em thì anh thấy em có em cá tính, rất là cá tính luôn. Thấy thú vị với cái màu sắc của em nó cũng khác nữa. Dạ. Tại vì tuổi trẻ mà bươn chải về làm đủ thứ nghề vậy là cũng hiếm á. Dạ. Cũng rất là sáng sáng sân khấu. Rồi, biết bơi không? Dạ biết. Tại vì cái này là có khi phải bơi lặn rồi đi bắt cá, bắt tôm tùm lum là thì mình phải biết bơi, nếu không biết bơi là hơi khó. Dạ. Em được cái là cái gì cũng biết hết, chỉ biết làm vợ là chưa biết thôi. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn người nha. Rồi, chào em. Dạ chị. Rồi, mình giới thiệu bản thân đi bác. Dạ. Mấy tiếng người ta chửi cái gì vậy? Giờ lấy lại, giờ có vô mic tạo đây. Rồi, mời em. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lương Thị Ngọc Nguyên. Nghề danh của em là Nguyên Uni, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là diễn viên, em tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Tốt nghiệp Nhạc viện luôn hả? Dạ. Khoa gì? Dạ, em học hai trường cùng một lúc, đó là 16 tuổi là em
học nhạc viện xong tới 18 tuổi thấy bạn bè nào cũng thi đại học hết. Thì em kiểu là không có kiến thức về những cái môn khác đó, nên là em cảm thấy là cái gần nhất của em là em có thể thi đại học sân khấu điện ảnh, tại vì em chuyên văn nên là chỉ cần thi năng khiếu và văn thôi. Nên là em đậu thêm sân khấu điện ảnh. Đâu em hát thử anh nghe một câu ấy, được không? Dạ được. Dạ em chuyên ballad nên là nhìn em thôi chứ em hát nhạc buồn hay hơn. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Hát hát một hai câu thôi cho các anh chị nghe. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, lại chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Biết lái xe bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em biết lái xe từ lúc 18 tuổi ạ. Và em có bằng từ lúc 18 tuổi tới bây giờ. À, có bằng luôn. Là 6 năm rồi hả? Dạ. Mà có lái liên tục không? Hay là mình dạ, có bằng lái để liên đó? Tục. Dạ có. À, lái liên tục luôn. Bây giờ em đang lái xe gì? Dạ, em lái Mazda 3. Dạ. Rồi mà. Nói giờ có tham gia chương trình gì không em? Ngoài phim ra thì dạ đa số là em đi phim với ca hát với game show với lại quảng cáo ạ. Em rất là thích cái chương trình thực tế, tại vì thực sự ra là trước đây ở công ty khác là em muốn có một cái trải nghiệm rồi là ở cái chương trình Vô Lăng Tình Yêu á, thật sự. Nhưng mà cái đợt đó là em không có, gọi là em bị kẹt phim, may mắn không có được tham gia. Nên là khi mà có cái chương trình này á, thực sự là em trước cái khi mà cái công bố cái chương trình này á, là em rất là thích cái chiếc Drive màu vàng. Nhưng mà tự nhiên có một cái sự trùng hợp là em cảm thấy là wow, tự nhiên cái giải thưởng của cái chương trình này lại được cái chiếc đó. Nên là một phần là em thích đi du lịch trải nghiệm thiệt, một phần là thứ hai là em thích chiếc xe thiệt, nên là em đăng ký. Dạ. Anh chờ câu đó từ mấy ngày nay chưa ra. Chứ em thiệt sự là đừng nói là em thích đam mê, em thích chiếc xe thiệt. Dạ. Rồi. Mà chiếc xe đó tới 3 người lận đó nha. Dạ. Đâu sao đâu, tại vì em có hỏi là nếu như mà ai mà không có cũng chi tiền thì mua, em mua nếu em thắng. Ok. Em máu lửa quá. Mà nếu lỡ không thắng thì sao, có mua không? Không thắng thì em vẫn mua chứ, nhưng mà trả góp thì nó chắc là nó sẽ nhiều tiền hơn. Mà em vẫn mua. Dạ. Sao? Nếu mà em tham gia thì anh sẽ giới thiệu với cái ông chủ của Toyota Biên Hòa đó. Dạ. Là cái đơn vị sẽ đồng hành với mình đó. Dạ. Thì bên đó đồng hành với mình vừa là toàn bộ cái 3 chiếc xe chạy là race hết nha. Dạ. Và 3 chiếc 3 màu hết. Wow. Rồi cái giải thưởng luôn. Dạ. Thì anh cũng sẽ nói ảnh, anh cũng có nói ảnh là nếu mà các người chơi mình mà muốn sở hữu một chiếc thì mình có chính sách tốt cho họ. Dạ. Đúng không? Cho nên là trước sau thì cũng có xe. Dạ. Thật sự là chiếc xe là em mua 18 tuổi, tới bây giờ nó cũng lâu, em muốn đổi một chiếc xe, nhưng mà tại vì với cái độ tuổi của em mà để sở hữu chiếc xe quá nhiều tiền. Thì thật sự là em không có khả năng. Nhưng mà dạo gần đây á, thì trước đó thì em không có để ý tới Toyota đâu, tại vì Toyota thường là sẽ mang phong cách classic là nhiều. Nhưng mà chiếc Rai là em cảm thấy là nó kiểu là nó năng động, kiểu dáng nó phù hợp với lại cái tính cách của em, nên là em rất là thích cái dòng mới ra của Toyota. Với lại cái lý do mà tụi anh mình chọn cái Toyota Race nữa là nó là hybrid. Dạ. Hybrid tức là nó vừa chạy xăng vừa chạy điện được. Dạ. Thì tiến tới thì anh nghĩ là tương lai thì chắc chắn là xe điện sẽ lên ngôi thôi, tại vì nó dạ. nó tốt cho môi trường, không dạ. khí thải, đúng không? Thì nhưng mà cái xe này á thì anh cũng có thử rồi. Tức dạ. là cái xe mà light á, gọi xe light á, hybrid á dạ. là nó chạy rất là êm. Cái tiếng máy nó êm lắm, cũng dạ. thích lắm. Đó, thì đây là cũng một cái điểm mà lý do lý gì sao ban tổ chức muốn chọn cái xe đó chứ. Dạ. Cũng có rất nhiều xe khác nhau, rồi dạ, xe đó thì với cái tuổi tác nó vừa trẻ trung nè, với lại nó cũng với cái túi tiền của dạ, đúng. Của bà con thì nó đâu đó nó chưa tới 600 triệu thì anh nghĩ dạ. nó cũng rất là thuận lợi cho nhiều dễ thương người. Em thấy dễ thương lắm. Ok. Dạ. Rồi
Nếu mà em được chọn thì em phải sắp xếp thời gian liên tục trong vòng 15 ngày. Dạ, em có. Từ em ngày có 15 biết. Tháng 5 tới 31 tháng 5. Nha. Dạ. Đó, thì chắc xong hôm nay tụi anh phải ngồi cân nhắc lại tại cũng rất đông á. Dạ. Mà chọn thì chắc chọn cố gắng chọn 6 nam, 3 nữ. Thành ra là... Dạ. Là 6 nữ, 3 nam, xin lỗi. Đó, nên cũng rất là khó để mà cân nhắc. Dạ. Thì, thôi thì cũng tùy duyên ha. Dạ. Anh chị thì chắc nhìn em là thấy thích rồi đó. Nhưng dạ. Mà cũng có nhiều người cũng thú vị lắm. Dạ. Mình rồi. Phải ngồi cân đo đong đếm rất kỹ. Dạ. Chương trình điều hình thực tế thì... anh không biết em có tham gia nhiều chưa, nhưng mà rõ ràng là cái cá tính của cái người chơi nó rất là quan trọng. Dạ. Nó phải rõ nét để người ta theo dõi. Dạ. Nếu mà nó cứ mình cứ nó cứ đều đều chỉ xinh đẹp không. Dạ. Dễ thương thì nó cũng không có. Em biết bơi không? Dạ biết ạ. Rồi. Ok. Biết nấu ăn không? Dạ biết. Dạ. Nhưng mà em rất là thích một phần đó là chưa chắc gì từ đây tới suốt đời làm nghề của em mà em có một cái gọi là một cái cơ hội để tham gia một cái trải nghiệm như vậy. Cái là cái điều quan trọng, em cảm thấy là như vậy. Tại vì các chương trình hiện tại thì mình thấy rồi, họ có thể tạo ra rất nhiều thử thách khác nhau, sinh tồn rồi dạ. Thể lực vân vân, nhưng mà kết hợp luôn cả cái xe thì chưa có. Dạ, trong, dạ. Trong lịch sử chưa có luôn á. Dạ. Thì anh nghĩ là đây là một cái chương trình mà nó tích hợp rất nhiều cái yếu tố, nó không chỉ là thử thách không, mà nó còn có trải nghiệm, rồi nó còn có cả khoa giáo nữa, tức là giáo dục cho anh ta lái xe an toàn, có những dạ. Cái bài kỹ năng rất đặc biệt, mặc dù em lái lâu rồi đó, sau dạ. Năm chưa chắc em biết mấy cái bài đó. Dạ. Đó. Rồi văn hóa nữa, ẩm thực vùng miền địa phương, dạ. Lối sống rất là nhiều cái vậy ha. Dạ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Rồi. Ừ. À, chờ chút xíu có nhà tài trợ dạ. Đến từ xứ sở chuột túi. Okay. Thấy không em để thấy không? Hơi béo hả? Dạ. Mới F0 xong tự nhiên cái ăn ngủ quá trời luôn. Chủng gì đâu mà kỳ. Thì cứ người ta là cái chủng gì đâu mùi mất vậy. Không có ăn được mà tự nhiên em á ăn thèm ngủ luôn. Hồi trước là quay tới 4 giờ sáng không buồn ngủ mà bây giờ quay 10 giờ là hết học thời rồi. Em rất bị buồn ngủ nữa, buồn ngủ dữ lắm. Yeah. Em hả? Bữa ngoài đó là em cố gắng đó. Thì em thì ổn định rồi, cái đó em biết rồi. Em mà không có chủng nào em cũng ổn định mà. Rồi. Dạ. Đang có đi phim gì không? Dạ, hiện tại thì em đang đi một phim xưa. À, phim dạ. Xưa hả? Rồi, thôi em thì... Thôi cứ phải thủ tục đấy ha. Giới dạ. Thiệu... bản thân chút xíu, rồi nghề nghiệp, rồi công việc nè. Rồi, dạ, em nhìn thẳng máy hay sao? Ừ, em cứ nói chuyện với tụi anh đó. Dạ. Máy tự động theo em. Xin chào các anh, các chị. Em là Ngô Phương Anh. Nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên. Hy vọng là em sẽ đồng hành cùng các anh chị trong chương trình Chuyến đi nhớ đời. Rồi. Lý do sao mà em quyết tâm tham gia chương trình này? Dạ, bởi vì đơn giản là em muốn có một chiếc đi nhớ đời. Rồi, em có nắm được cái tiêu chí của chương trình không? Dạ, thì hôm trước thì em thấy ở trên Facebook của anh Coloman là để là dành cho những bạn nữ nào mà không sợ đen. Em rất là sợ đen, nhưng mà em nghĩ là em sẽ, lần này em sẽ không sợ đen một lần để em tham gia chương trình này. Với là em phải biết lái xe à? Dạ, em biết lái xe từ năm 2015 rồi. À, nhưng dạ. Em có bằng lái chưa? Dạ, hiện tại em có bằng lái B2. À, đó, tại vì có rất nhiều bạn biết lái xe rất lâu nhưng mà không biết sao không có bằng lái. Thì cũng đó, cái đó cũng hôm qua giờ cũng mấy trường hợp đó, hơi uổng. Dạ. Ừ. Trời, vậy là em biết lái xe lâu rồi hả? Cũng dạ. gần cái chục năm rồi ha. Em có thường lái đi không? Có thường lái dạ, thì đi đây đi đó không? Dạ, có. Nhưng mà chắc là sẽ không có chuyến đi nào mà nó em sẽ lái nhiều như chuyến đi này. Thành ra là anh hỏi kỹ là vậy á. Dạ. Chuyến đi này là mình sẽ đi suốt 15 ngày mà hầu như ngày nào cũng có lái á. Bên cạnh đó thì còn có rất nhiều cái thử thách khác nữa. Thử thách về thể chất cũng sẽ có những cái game về thử thách về thể chất nè. Rồi ẩm thực, nấu ăn. Phương Anh biết nấu ăn không?
em ăn giỏi hơn nấu. Thì em đi em sẽ học hỏi đồng đội của em. Không, em phải tham gia đó, em phải làm đó. Dạ. Ừ. Thì cũng mong là em có đồng đội mạnh đi, chứ còn tình hình này, tại vì mình cũng sẽ phải trải qua rất nhiều thứ ha. Đó. Dạ. Em biết bơi lội không? Dạ biết ạ. Đó, cái đó mà không biết là thua đó. Dạ. Tại vì mình đi cung đường này là 6 tỉnh miền biển, cho nên chắc chắn nó sẽ có rất nhiều cái thử thách liên quan tới chuyện bơi lặn. Dạ. Rồi thậm chí là đi với là mấy những cái dân chài nữa. Dạ. Cho nên là mình nếu không biết bơi là chắc là thua. Dạ. Rồi, còn những cái khác thì anh nghĩ là mình có thể học hỏi được. Dạ. Học nhanh hay học chậm thôi. Dạ. Rồi nếu mà đi thì sắp xếp thời gian được không? Phim ảnh là phải báo trước cho em hay sao? Dạ, không biết là khi nào mình bắt đầu. Anh dự tính là giữa tháng 5 á. Dạ, giữa tháng 5 mình đi bao lâu ạ? Đi 15 ngày, 16 ngày. Dạ, nhưng mà mình có được báo trước tầm bao lâu? Có, có. Nó dự kiến luôn là 15 tới 31 tháng 5. Dạ. Gần như là chốt rồi đó. Dạ. Tại vì cái thời gian đó là thời gian mà thời tiết ở đó đẹp nhất. Dạ. Thì tất cả mọi thứ đang hướng đến ngày đó còn có. Nếu có thay đổi thì nó xê dịch chút xíu à. Dạ. Nhưng hy vọng nó không thay đổi gì. Thì thời gian đó thì em... Anh báo trước vậy ha, chuẩn bị ha. Dạ. Xong bữa nay, ngày mai, ngày mốt thì tụi anh ngồi tụi anh review lại, xong tụi anh chốt. Thì chỉ có 9 người thôi. Dạ. Nhưng chỉ mà làm 3 xe đội. Là mình... cùng chia với các bạn lái là đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, tất cả đều phải lái, nhưng là một đội 3 người. Một đội 3 người. Dạ. Tụi anh đang cố gắng sắp xếp làm sao mà để một đội là có 1 nam 2 nữ. Dạ. Thì cái mùa đầu tiên thì mình sẽ chọn là mình sẽ nữ nhiều hơn nam. Dạ. Nhưng mà sẽ phải có nam, không để có nhiều khi nó xảy ra những cái tình huống trên đường này ở này kia. Rồi trong tháng 4 này mình có một cái đợt coaching khoảng 3 ngày, hoặc là 3 ngày, 5 buổi gì đó, để coaching cái phần kỹ thuật lái. Dạ. Với là các cái tình huống mô phỏng. Để khi mình ra ngoài đó thì nó cũng sẽ là những cái bài ở ngoài trên đường, khi mình gặp những tình huống mà ví dụ hỏng hóc nè, hoặc là cái này cái kia đó, những cái trong quá trình mình lái xe á, thường nó sẽ xảy ra rất nhiều thứ. Yeah. Mình sẽ được coach cái đó để khi mình gặp cái tình huống đó trên đường là tụi em phải thực hiện được. Yeah. Thì cái lịch trình là vậy ha. Dạ. Yeah. Rồi, có hỏi gì thêm không? Dạ. Yeah. Thích đi chơi thôi hả? Xe cổ không cần phải không? Ủa? Đâu quan trọng giải thưởng đúng không? Dạ không, bữa em gặp Hai Đa em cũng nói là em cũng không quan trọng giải thưởng đâu, em muốn được đi chơi, em muốn được trải nghiệm. Với lại em mỗi lần mà xong một phim là em thường đi chơi để mình làm mới bản thân mình, để mình có những cái cảm xúc mới á. Em thích. Vậy là đồng đội em sẽ buồn á. Sao vậy? Thì em sẽ quyết tâm hơn để phụ đồng đội em. Ủa nhưng mà anh 3 người là được 3 chiếc không? Đâu, một chiếc chung 3 người. Vậy rồi sao chia? Thì tự chia. Yeah. Tự đàm phán. Dạ. Yeah. Ừ. Thì giá trị đó mọi người tự chia thôi. Dạ. Yeah. Em đang đi xe gì? Em đang đi Mazda 3. À, Mazda 3. Dạ. Thì khi em đợt này đi xong rồi em có thể thay đổi được mà. Bán lại chiếc đó, em bán rẻ là anh mua nha. Thiệt không? Ừ, xong rồi lấy chiếc kia. Nếu mình không thắng thì mình vẫn mua chiếc mới được mà. Dạ. Chiếc Toyota Race rất là cá tính mà nó là hybrid nữa. Dạ. Nó là cái xe lai, tức là có vừa chạy bằng xăng vừa chạy bằng điện. Dạ. Yeah. Ừ. Thì nó làm mình không thích chạy xăng, mình chạy điện. Dạ. Yeah. Và nó êm lắm, nói chung là chạy hybrid thì nó sẽ... Tại cái xe nó nhìn cũng có nhiều màu cũng đẹp. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, 4 màu. Cái xe giải thì mình chọn màu xanh. Nhưng mà còn cái đoàn đi thì sẽ là 3 chiếc Race 3 màu. Dạ. Yeah. Rồi, thôi cảm ơn Phương Anh ha. Dạ. Yeah. Thôi giờ chờ ha. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi. Trời ơi.